Sau khi chia xong khẩu phần ăn, mọi người cùng đi đến lều trại, làm việc đến tối muộn. Mãi đến khoảng 10 giờ đêm hai lều trại mới được dựng lên. Hôm sau mọi lên. Người dậy sớm, đội trưởng từ đội dưới gọi lên 50 người lên nồi đốn gỗ. Mọi người cũng dậy sớm. Ý kiến của đội trưởng là đêm qua họ dựng lều ngủ qua đêm. Mùa hè sắp sáng rồi, bảo chúng ta dậy nấu bữa sáng giúp họ. Trong những ngày họ ở trên núi, việc ăn uống sẽ do chúng tôi, những người phụ nữ đảm trách. Tuy nhiên tôi và đội trưởng đã đưa ra yêu cầu. Chúng tôi giúp nấu ăn là để thể hiện tinh thần làm chủ, nhưng chúng tôi cũng phải làm việc để kiếm công điểm. Vì vậy trong những ngày giúp họ nấu ăn, lượng thực phẩm và dầu ăn của chúng ta sẽ không bị trừ đi. Như vậy, mặc dù vất vả một chút, nhưng chúng ta có thể giữ lại một phần khẩu phần. Nói xong cô ta nhìn mọi người với vẻ mặt tươi cười. Đợi mọi người cảm ơn và hoan hô, nhưng thời gian cứ trôi qua, chỉ có một sự im lặng. Mọi người không hài lòng với việc này sao? Kế toán Tôn, cô hiểu lầm rồi. Mọi người chưa tỉnh ngủ hẳn, vẫn chưa tin vào tin tốt lành này. Cô đã lo lắng cho phúc lợi của chúng tôi. Đây là điều tốt, nhưng tôi thấy không phải ai cũng nghĩ đây là điều tốt. Có lẽ cần đi ra ngoài. Phong cách làm việc của Tôn Hướng Hồng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Tôi không biết nấu ăn, tôi sẽ giúp nhóm lửa cho mọi người. Đồng chí Tôn, tôi không có ý kiến gì. Hồ Tử Vi không nói câu nào. Cô ta không muốn làm hài lòng Tôn Hướng Hồng, càng không muốn hợp tác với cô ta. Vì vậy cô ta nhắm mắt nằm xuống, im lặng không động đậy. Tử Vi vẫn chưa tỉnh. Tử Vi, đến giờ rồi phải không? Vương Quý Chân gật đầu rồi lắc đầu, có nghĩa là đến giờ rồi, nhưng không phải là chuyện đến giờ đấy. Cuối cùng Vương Quý Chân càng lúc càng lo lắng, mặt trắng bệch ra này, cơ thể không khỏe à? Không bị ốm đâu, nhìn xem đứa trẻ này gây khó khăn cho các người ra sao rồi. Sợ hãi đến mức mặt tái đi. Sao mặt trắng bệch thế kia? Một số người hiểu nguyên nhân, tự nhiên hiểu tại sao Vương Quý Chân lại có biểu hiện như nhưng vậy. Nhưng Hồ Tử Vi vẫn hỏi đi hỏi lại hai lần. Cô ấy không biết nguyên nhân, nhưng lại chạm vào điểm nhạy cảm của Tôn Hướng Hồng. Vương Quý Chân không sao, có lẽ là quá lo lắng. Tôi vừa mới quyết định thay mọi người nấu ăn cho 50 người đi đốn gỗ trên núi. Trong những ngày đó lấy khẩu phần của mọi người, muốn hỏi ý kiến mọi người. Mọi người đồng ý thì tôi đồng ý, tôi không có ý kiến gì. Tôi sắp đi vào đại học rồi, những việc có thể làm cho mọi người cũng không nhiều. Cố gắng làm nhiều việc cho mọi người trước khi ra đi. Kế toán Tôn rất có ý thức, là tấm gương để chúng ta cùng học tập. Tôi vẫn cần học tập, cần tiến bộ hơn nữa, cũng cần sự chỉ bảo của mọi người. Hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ trở lại nông trường cùng mọi người phấn đấu. Sự tạm biệt ngắn ngủi là để có cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn sau này. Sau một lời tự phê bình, mới bắt tay vào nấu ăn. Ra khỏi lều trại, chỉ có thể nhìn thấy khu trại quân rất đơn sơ. Lúc này có ba lều lớn được dựng lên, và những lều trại mới xây dựng của họ trông thấp lè tè, nhỏ bé và đơn sơ. Một số người nói rằng họ sẽ nấu ăn, công điểm sẽ vẫn được gửi cho họ bình thường. Tôn Hướng Hồng hỏi ai có ý kiến gì không, nói rằng nếu làm việc nấu ăn mà phải dậy sớm, mọi người sẽ đi làm bình thường. Đồng chí Hồ thì sao, cô ấy có cảm nhận gì không? Cảm nhận gì? Tôi cần phải kiểm điểm bản thân. Với tư cách là người lãnh đạo đối với niềm tin của công nhân, mới xây dựng nên mọi việc đều gian khổ, mọi người đều hiểu. Càng không có lời phàn nàn, đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Năm nay lên núi muộn, một tập thể mới thành lập cần phải hòa nhập dần mới có dần thể. Dần đi vào quỹ đạo, không nói nữa, không nói anh nữa. Anh đi thông báo cho công nhân nữ, trong thời gian này họ ở lại nấu ăn, không phải đi làm, hàng ngày sẽ được tính đủ công điểm. Công nhân nam nếu không đồng ý thì bảo họ đến gặp tôi. Công nhân nữ khẩu phần ăn, họ sẽ ăn một cách yên tâm. Để giải quyết vấn đề qua đông, đồng chí cũng đã có nhiều hiểu lầm về vấn đề ăn uống. Trên núi, một số người còn được ăn đến 4 hộp bánh mì kẹp, thậm chí còn có thịt muối. Còn bên đội trưởng, Tạ Hiểu Dương vừa từ nông chạy dưới lên làm tuyên truyền, phát hiện mọi người nhìn anh ta không đúng. Mấy ngày trước, ở cửa hàng tạp hóa nông chạy đồng viên thấy có cái này. Bên anh thích hút thuốc, đổi với người khác lấy phiếu mua thuốc lá. Hôm nay có người từ trên xuống, nông chạy của chúng ta không có suất vào đại học. Từ 3 suất chỉ còn 1 suất, bây giờ cả 1 suất cũng không có. Có lý do gì không? Dưới kia đang lan truyền, có người viết đơn tố cáo lên trên. Anh có nghe gì chưa? Có vẻ như nói rằng, đội trưởng Đường có vấn đề về thành phần gia đình. Anh ta xuất thân từ gia đình tư sản, không chỉ có khuyết tật về thể chất. Còn lý do anh bị loại là gì? Trưởng đồn trại đó phải biết. Tạ Hiểu Dương hối hận vì đã đổi lấy bao thuốc bao đó. Bao thuốc đó là do một nhân viên kinh doanh nữ của đội tặng anh ta. Sau đó đến văn phòng trưởng đồn trại. Đây là thư anh viết cho ban tuyển sinh phải không? Tạ Hiểu Dương choáng váng, không biết phải giải thích thế nào. Anh đã dám làm ra chuyện đó. Sao anh không dám thừa nhận nữa? Trưởng đồn trại, tình hình tôi phản ánh là đúng. Tôi không sự cảm thật. Thấy mình có lỗi. Tình hình gia đình của ông Đường là đặc biệt. Đây là điều tổ chức đều biết. Họ nói ông ấy kết hôn giả. Ai biết đó có phải là lừa gạt tổ chức hay không? Nói vậy anh vẫn chưa chấp nhận à? Tình hình gia đình của họ vẫn duy trì đến nay, chứng tỏ đây không phải vấn đề lớn. Tôi sẽ nói với anh thêm, ý kiến của ban tuyển sinh là mặc dù họ không tuyển ứng cử viên hàng đầu là Đường Anh Giang, cũng không nên có những hành động thiếu đạo đức như vậy. Tạ Hiểu Dương chợt tái mặt, do lòng ghen tị mà bôi nhọ người khác, cố tình nhằm đạt được lợi ích, chứng tỏ tâm lý anh không lành mạnh. Anh ở trong đội tuyên truyền, rất dễ truyền bá những tư tưởng không tốt ảnh hưởng đến mọi người. Hôm nay viết một bản báo cáo và kiểm điểm, ngày mai sẽ xuống đội phải không? Tạ Hiểu Dương ậm ừ đồng ý. Việc anh ta viết đơn tố cáo đã lan truyền trong đội, khiến danh tiếng của Tạ Hiểu Dương xuống cấp một cách nhanh chóng. Nói là sẽ đi đội nào? Giai đoạn trước đã có sự sắp xếp cho tôi, nhưng không nói cụ thể sẽ đi đâu. Nếu có thể đi chỗ Hồ Tử Vi thì tốt. Anh và Tử Vi có thể cùng nhau, hai người có thể chăm sóc lẫn nhau. Bên này tôi sẽ nghĩ cách.
Tiếc là nếu lấy được bài thuốc gia truyền của gia đình Hồ, thì cũng không xảy ra chuyện này. Xuất hiện quá nhiều sẽ khiến người ta nghi ngờ. Nhanh về đi, vậy ngày mai tôi sẽ không đưa anh nữa. Có chuyện gì thì bảo Tô Tín đến. Đây là bông tôi mang về từ nhà. Tôi may áo bông cho anh. Trên núi lạnh, bên kia không có nhà bếp. Anh phải chăm sóc tốt cho bản thân. Nghe giọng nói của Đồng Phùng Cầm đã khẳng định rằng Tạ Hiểu Dương sẽ đi nông trại bán tử. Ở bên nông trại bán tử, vẻ mặt của đồng chí Lý luôn rất nghiêm túc. Tôn Hướng Hồng đang kìm nén cảm xúc phấn khích, biểu hiện trên mặt càng thêm bình tĩnh. Đội trưởng, mấy ngày nay tôi đã sắp xếp lại các nguồn lực trên núi và tài sản của nông trại. Đã ghi chú đầy đủ số lượng phía trên và đã bàn giao tất cả cho Triệu Vĩnh Mai. Hai ngày qua anh ấy đang làm những việc này, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tôn Hướng Hồng, về việc đi học đại học, phía văn phòng đã truyền đạt lệnh để nông trại lại cử người khác đi học. Tôn Hướng Hồng ngơ ngác, tại sao việc ăn mừng cu được đi học đại học lại bị người ta phản ánh lên ủy ban đạo đức, nói mục đích cô đi học đại học không phải đại diện cho công nhân nông dân, cũng không muốn tiến bộ mà là muốn khoe khoang, coi việc đi học đại học như một sự kiện cá nhân vinh quang tổ tiên. Trên đó có thông báo quyết định thay đổi người đi học. Đội trưởng, anh biết tôi không phải là người như vậy, tôi chỉ nghĩ rằng phải tách khỏi mọi người, nhân cơ hội này chia sẻ phần khẩu phần của mình cho mọi người. Tôi không có ý nghĩ khoe khoang, sử dụng khẩu hiệu chính trị để bình luận về cá nhân. Đây cũng là một trong những lý do. Về vấn đề này, cấp trên ban hành chỉ thị không còn cơ hội để cứu vãn. Hãy chờ cơ hội năm sau, tôi sẽ giới thiệu cô. Coi đây như một bài học. Tôn Hướng Hồng chỉ là một công nhân bình thường của ủy ban. Họ ban hành chỉ thị trực tiếp. Bây giờ thậm chí cơ hội cạnh tranh cũng không có. Tôn Hướng Hồng tức giận đến cực điểm. Lúc đó chỉ có công nhân chúng ta. Người phản ánh lên trên chắc chắn là người của chúng ta. Gần 20 người, không có bằng chứng thì không công bằng nếu nghi ngờ ai. Trên kia bảo đề cử người khác đi học. Anh nghĩ ai phù hợp? Nếu xét về thành phần gia đình, Trịnh Vạn Thái phù hợp, nhưng anh ta lười biếng gian dối khi làm việc nên không phù hợp. Vương Quốc Đồng thì sao? Vương Quốc Đồng không được, anh ta chỉ tốt nghiệp tiểu học, lần này có quy định phải trên trình độ trung học cơ sở mới được. Mấy ngày tới mở một cuộc họp để mọi người bỏ phiếu kỳ nhé. Ngoài cách này, cũng không có cách khác tốt hơn. Tôn Hướng Hồng trở về lều trại, làm việc cả ngày. Mọi người đã đi ngủ sớm, chắc chắn phải là công nhân phản ánh lên trên. Nhưng tầm mắt cô không tự chủ rơi vào Hồ Tử Vi. Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra một giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.